Chào các bạn, mấy ngày hôm nay các bạn hỏi mình á là đo màu màn hình kiểu gì mà ra được cả không gian màu này, delta E này. Hôm nay á tận dụng luôn cả cái việc là mình được ở trên bàn đây đang có hai cái con màn hình di động đến từ Asus ha, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà tụi mình hay thường đo màu và cũng như là xem coi là delta E, tức là độ sai lệch màu của con màn hình đó là như thế nào. Hãy cùng mình bắt đầu video để cùng tìm hiểu nhé. Xin mời. Và nhắc tới chuyện đo màu thì chúng ta không thể thiếu được màn hình. Và ở đây trên bàn mình đang có hai mẫu màn hình di động trên thiên nhà Asus. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có một em Asus MB166C và một em Asus MB16AHP. Đây là hai mẫu màn hình di động của Asus mà các bạn thấy đó. Nhìn nó rất là tao nhã, nhìn cũng rất là chuyên nghiệp. Vậy thì mình xin các bạn khoảng 2 phút thôi để mình cùng giới thiệu sơ qua về hai màn hình này. Đầu tiên, đối với lại màn hình di động Asus MB166C, đây là một chiếc màn hình có kích thước là 15.6 inch chống chói, là một chiếc màn hình sở hữu tấm nền IPS có thiết kế mỏng nhẹ, sử dụng USB-C tích hợp DisplayPort để xuất hình. Bên cạnh đó, nó có thể tự động chuyển chế độ dọc và ngang để phù hợp với lại cách mà các bạn sử dụng. Và đi kèm với lại chiếc màn hình này, bạn sẽ có một cái vỏ gập bảo vệ thông minh được tích hợp chân đế, rất hay và tiện dụng. Tiếp theo sau đó là em màn hình di động Asus MB16AHP. Đây là một em màn hình di động cũng có tính chất tương tự như màn hình phía trên. Bên cạnh đó cũng có USB-C và micro HDMI, kết nối đa năng với cả điện thoại, laptop, tay cầm chơi game và cả camera. Tích hợp pin lên tới 4 giờ, tự động chuyển chế độ dọc và ngang. Khối lượng rất nhẹ, chỉ có 860 g và cũng được trang bị vỏ gập bảo vệ thông minh tích hợp chân đế. Ok các bạn, thì để đo được màu sắc của bất kỳ một con màn hình này, chúng ta cần phải có công cụ. Và công cụ mình đang sử dụng ở đây là con Spider X Elite đến từ Data Color. Đây là con xịn nhất mà mình có thể mua được của Data Color rồi. Và để có thể sử dụng ha, thì bước đầu bạn phải tháo cái này ra. Đó. Và cái miếng ở đằng sau này nè là cái nắp. Và cái nắp này nó cũng không chỉ là cái nắp mà nó có khả năng cân bằng như thế này. Để chi? Để khi mà các bạn bỏ lên trên con màn hình á thì nó sẽ không bị tụt xuống. Đó, và đảm bảo cho con Spider chúng ta nằm ngay giữa màn hình. Đây là cái app và mình sẽ bật qua Display Analysis. Tức có nghĩa là chúng ta có thể là phân tích màn hình đấy. Và đây có hai cái mục quan trọng hồi nãy mình nói với các bạn á, là một gamut và một color accuracy. Đối với lại cái không gian màu là gamut á, thì nó có thể đo được cho chúng ta là con màn hình này nó có bao nhiêu phần sRGB, bao nhiêu phần trăm DCI-P3 các kiểu. Còn đối với lại color accuracy, tức là độ chính xác màu của con màn hình á, thì nó sẽ đo cho chúng ta con delta E. Rồi bây giờ chúng ta begin test nha. Rồi start test nè. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cần căn chỉnh con Spider vào đúng ngay cái trục giữa của cái hình này. Đây, xong rồi mình bấm OK. Rồi, nó sẽ tự nó chạy các bạn ha. Và thường là mình sẽ test ở cái số màu là 48 màu. Đây, 48 hệ màu. Rồi, bấm OK ha. Rồi OK các bạn ơi, và đây chúng ta đã hoàn thành xong cái bài đo hai cái thông số mà chúng ta cần. Đầu tiên là color gamut, đó là cái không gian màu của màn hình này. Và thứ hai á, là chúng ta đo bài delta E. Và như các bạn có thể thấy được, đây là cái đồ thị về không gian màu của con màn hình này. Thì hiện tại ở đây cái con màn hình rời của chúng ta đây ha, là đang có 66% sRGB, có 49% Adobe RGB và 49% DCI-P3. Cái thứ hai mà các bạn phải quan tâm đó là color accuracy. Đây là cái tab này, tức là cái độ chính xác màu của nó, tức là delta E đấy. Thì bạn có thể thấy được là con này nó sai lệch màu tương đối là cao. Con này có độ sai lệch màu là 3.62. Và bây giờ mình sẽ thực hiện luôn cả cái bước là cân màu để xem coi là con màn hình của chúng ta nó sẽ tốt hơn được bao nhiêu phần trăm nha. Ok các bạn, tại vì phần này á, là do mình đã tắt đèn đi để đảm bảo được cho cái con màn hình của chúng ta sau khi cân màu nó sẽ chính xác nhất. Cho nên á, là phần này các bạn sẽ không thấy được mặt mình. Thì để chúng ta có thể cân màu á, thì mình bấm vào cái phần đó, mình bấm vào phần Calibrate My Display. Đó, nằm ngay ngoài cái ứng dụng thôi. Và xong sau đó chúng ta cứ bấm Next. Nhớ là chọn đúng cái loại màn hình mà các bạn đang sử dụng nha. Ở đây là mình xài một cái con màn hình rời bên ngoài, cho nên là mình đang để desktop. Rồi đi qua những cái này thì cũng nhanh thôi. Ở đây là có cái phần này nó rất là quan trọng nè. Ở đây chúng ta có một cái mục là Step by Step Assistant, bạn thấy không? Studio Match và Expert Console. Ở đây á, tùy theo cái loại đối tượng sử dụng mà bạn hướng tới là gì. Ví dụ như là bạn là một người mới căn chỉnh màn hình lần đầu thì nên chọn cái mục đầu tiên. Ở đây mình sẽ chọn là full can ha. Full can có nghĩa là nó sẽ cân màu full cho chúng ta với tất cả những cái thông số phía bên dưới đây, như là gamma nè, điểm trắng nè, white point á, là cái nhiệt độ màu ấy, và cuối cùng là brightness có nghĩa là độ sáng của cái con màn hình này.
Rồi và nó nhắc chúng ta là không được ha, để cho bất kỳ một cái nguồn sáng nào chiếu thẳng vào cái màn hình này. Xong sau đó bấm next. Rồi ok các bạn ơi, tới bước này coi như là các bạn đã config xong những cái mà các bạn có thể kiểm soát được. Và cuối cùng là các bạn chỉ cần tháo con spider ra để vào đúng cái chỗ mà cái app này đang hướng dẫn ha. Rồi bấm next. Chiu. Đó. Và lúc này con màn của chúng ta nó sẽ được căn chỉnh dựa theo cái profile của spider, làm sao cho nó chính xác nhất. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ kết quả nha. Rồi mình sẽ đo lại cho các bạn những cái thông số mà lúc nãy mình có đo. Rồi ok các bạn, thì ở đây á, là cái Spider Elite, cái phần mềm của chúng ta ha, đang nói là chúng ta chỉnh cái độ sáng lại cho nó đúng cái target là 90 cd trên 1 m². Đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái độ sáng lại làm sao để cho cái thanh màu trắng này nè nó vừa khít với lại cái vùng màu xanh này. Đó, là đẹp. Rồi bây giờ mình chỉnh ha. Mình cứ giảm rồi xong mình bấm update. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó nhảy vô cái chỗ xanh này nè. Bây giờ mình muốn nó hoàn hảo hơn. Mình chỉnh xuống một tí nữa, bấm coi. Đó, vừa khít 90 cd trên mét vuông luôn. Rồi, sau khi mình bấm update xong ha, rồi mình sẽ bấm continue. Đó, nó sẽ bắt đầu tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta chờ kết quả thôi. Và đây các bạn, sau khi nó đo xong nó sẽ có dòng nhấp nháy như này nè. Đó, nó nhắc các bạn là nhấc cái con spider ra và bấm finish. Đấy. Thế là xong. Rồi sau đó thì bạn cứ save cái phần profile mà các bạn đã cân chỉnh xong. Đó, mình save lại ha. Rồi save. Rồi bấm next. Yeah. Rồi mình cứ bấm next thôi. Ok, xong. Rồi bấm quit. Và đó các bạn ơi, mình cũng vừa mới hoàn thành xong cái phần đo delta E sau khi mà mình cân màu con màn hình này. Và ở đây mình sẽ kéo xuống cho các bạn xem ha. Đây là kết quả của chúng ta nè. Đây mình đang bật magnifier, tức là zoom ra để cho các bạn dễ nhìn thấy á. Đây, các cái gam màu ở phía bên trên này, hồi nãy các bạn thấy sai lệch rất là ghê đúng không? Bây giờ nó thấp hơn rất là nhiều rồi. À dạ, mặc dù cũng có một cái gam màu 4F ở đây là gam màu đỏ của chúng ta ha, đang sai lệch tương đối cao. Nhưng cái này mới là quan trọng nè. Trung bình delta E bây giờ chỉ còn 1.868 thôi. Đó, 1.68. Thì với cái mức dưới 2 này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng con màn hình rời ngoài này để làm những cái tác vụ liên quan tới chỉnh sửa hình ảnh, cần độ chính xác màu ở mức gọi là bán chuyên ha. Và đấy, cũng đã hoàn thành cái phần mà mình hướng dẫn các bạn. À, không chả phải hướng dẫn nữa, mà là cho các bạn thấy là tụi mình đo màu màn hình và cân màu màn hình như thế nào tại GVN. Và hy vọng là content này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình mà bạn đi mua màn hình, muốn cân màu sắc hay là muốn đo lại màu sắc thì nó phải như thế nào. Và nếu như muốn tự trang bị những thiết bị như thế này thì bạn hoàn toàn có thể xem lại video này của tụi mình và xem lại cách mà tụi mình làm như thế nào nha. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã theo dõi video tận giờ phút này, và cũng đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho sự ghi nhận trong sức của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace. Và cũng rất là cảm ơn sự đồng hành của hai chiếc màn hình Asus di động của chúng ta. À cha. Đâu để coi nãy giờ mình cắm sạc em này nó có pin không. Ủa kỳ vậy, rút ra cái gì vậy? Sao rút pin lên cái nó tắt luôn rồi vậy? À không, con này nó vẫn có pin ha, nó vẫn có pin ha.